Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Giang Vlog. Thì hôm nay Giang sẽ thực hiện món vịt kho gừng cho các bạn cùng xem nha. Thì bắt đầu thì mình có chuẩn bị nguyên liệu, cũng có sả nè bạn, với gừng. Có sả với gừng nha mọi người. Và nước dừa nữa, mình kho bằng nước dừa chứ không phải kho bằng nước lạnh nha. Có quả dừa mình chặt, mình chuẩn bị sẵn rồi, để đây. Rồi xong, giờ bắt đầu mình sẽ thực hiện cho các bạn cùng xem nha. Thì có vịt các bạn, vịt mình chặt sẵn rồi, 4 ký vịt, 2 con, mình luộc cho nó bớt hơi mùi vịt đi. Luộc sơ thôi nha mọi người, luộc chín quá nó dở, chảo nước mình có chuẩn bị nước sôi sẵn rồi nên làm cho nó nhanh đó. Rồi xong rồi đó, nó săn rồi đó, mình đổ ra rổ thôi. Tiếp đó là mình sẽ xào hành với sả với gừng lên nha. Xào lên cho nó hơi săn săn lên rồi cái cho ra mùi thơm, xào lên cho nó ra mùi thơm. Lúc đó mình cho vịt vô nha mọi người. Rồi. Thì 4 cái vịt này mình làm cho khoảng 15 người ăn nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ thực hiện là nêm nếm. Cho 2 muỗng bột ngọt, thường là người ta kêu mì chính đó mọi người. Cái đó là một muỗng rưỡi đường. Cái đó là một muỗng muối. Và ít nước mắm. Mình muốn tạo cho vịt nó có màu thì mình cho một xíu hắc xì dầu nha mọi người. Hắc xì dầu, một xíu màu điều vô. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nước dừa vô nha mọi người. Rồi ok, một quả dừa này tương đương khoảng nửa lít nước. Rồi đó mình cho thêm một xíu ớt xay vô nha mọi người, để cho nó có mùi vị cay cay, ai ăn cay được thì mình ăn hết nha các bạn. Dừng cái video tại đây, thì một xíu nữa gần xong thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem. Rồi hẹn gặp lại xíu nữa. Rồi thì cái món vịt hồi nãy giờ hầm kho cũng được
10 phút rồi á. Rồi bắt đầu nó chín rồi. Mình sẽ làm cho nó khô nước xíu rồi mình sẽ múc ra. Cho mọi người cùng thưởng thức. Quay cái cám ở đây là cho mọi người đó. Được rồi mọi người. Có là dịch thôi gần mà có nước dừa nữa nha. Bây giờ mình sẽ múc ra thấu. Chia ra. Cho Giang một like nữa, thêm một cái lượt bình luận nữa để có động lực đó và làm nhiều clip cho mọi người xem để cho mọi người cùng học hỏi các món mình nấu. Cái video mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Bye bye.